Xin chào các bác nhé. Hôm nay em sẽ review cho các bác một số bức tranh giấy, bức tranh cuộn của Nhật Bản nhé. Đấy, nhà em có rất nhiều những cái loại tranh này. Đấy, đây là một bức tranh hoa mẫu đơn, hoa các loại hoa mùa xuân, hoa mai, hoa cúc và hoa mẫu đơn. Đấy, có rất nhiều bông hoa nhé, cả cây trúc. Đây là kiểu như là những bông hoa nở vào mùa xuân ấy. Thời tiết rất là đẹp, cây cối đơm hoa kết trái. Đấy. Thì bức tranh này thì nó có chiều dài là như bức này là có một chiều dài là 1m8 nhé các bác nhé, chiều rộng là 52-53 gì đấy, bề rộng là 52-53 và chiều dài là 1m8. Bức tranh này thì em xin giao lưu với giá là 800k nhé, 800.000 cho bức này thôi nhé. Đây, nhà em rất nhiều tranh, đây là có bức tranh cá này, bức tranh đôi cá này. Đôi cá vẽ rất là đẹp luôn, thần thái này. Rất là đẹp. Bức cá này thì đắt nhé. Đấy. Và bên này có bức chim hoa. Đấy, một chú chim đứng trên cành cây liễu. Đấy các bác nhá. Chim hoa bức này thì đắt. Đấy, còn đây là bức này là bức hoa mùa xuân nhé. Để em xin chuyển sang một bức khác. Đây, có một bức khác các bác nhá. Đấy, một bức hoa mẫu đơn. Một bức này là bức hoa mẫu đơn nhé. Hoa mẫu đơn, một cây rất là đẹp, mẫu đơn trắng rất là đẹp luôn. Bức tranh cuộn của Nhật Bản bao gồm dây treo dây chiếc đầy đủ đấy. Đấy, bức tranh này cũng rất là cũ luôn. Các bác có phòng trà hoặc là có phòng thờ, các bác mua vài góc treo rất là đẹp nhé, treo cho nó ấm cúng ở nhà cho nó đỡ chống trải. Đây là có triện ký các thứ thôi. Chất liệu xung quanh này bằng vải, trên cuộn này cuộn giấy. Bức tiếp theo này thì có chiều dài cũng tầm độ 1m9, 1m90, bề ngang thì nó cũng rơi vào 52 hoặc 53 gì đấy thôi nhé. Đây, bức tranh với bông hoa rất là đẹp. Đấy, thì bức này em cũng xin giao lưu với giá là 800k các bác nhé, 800.000 cho bức tranh này. Đấy, các bác treo vào phòng trà rất là đẹp luôn. Tiếp theo là em có một bức nữa nha các bác nha. Đây, một bức em mời các bác, có một bức tranh gà, một đôi vợ chồng gà rất là đẹp luôn. Một bức vợ chồng gà. Đấy, các bác quay cận cảnh cho xem chú gà nhé, gà trống, một con gà mái này, một đôi uyên ương đấy, rất là tình cảm, rất là đẹp, biểu tượng cho sự hạnh phúc lứa đôi. Đấy, gà và trúc rất là đẹp. Bức tranh này thì có kích thước chiều dài phải lên đến tầm 2m các bạn ạ, 2m1, rất là dài, 2m1. Chiếc này em treo từ trên kia xuống mà nó kịch luôn này. Đấy, bề rộng thì nó cũng rơi vào 53-54 thôi. Bức tranh còn khá mới, khá mới và khá đẹp. Đấy các bác nhé. Đấy, các bác mua bức tranh này treo tiệm đẹp, hoặc là nhà bác nào mà đôi vợ chồng cũng là vợ chồng gà ấy, thì mua tuổi gà đấy thì mua vài treo cũng là rất là hợp lý, rất là đẹp luôn các bạn. Đây các bác nhìn triện ký đầy đủ này. Bác treo phòng khách hoặc là treo phòng trà nhé, rất là đẹp luôn. Bức tranh cuộn, tranh giấy của Nhật. Bước này em xin giao lưu là 2 triệu các bác nhé, 2 triệu cho bức tranh gà này. Bức tranh rất là đẹp. Đấy, em có một số những bức tranh vậy. Thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Đến đây em sẽ quay cho các bác rất nhiều tranh. Hôm nay em xin quay một số bức tranh vậy thôi. Để bác nào ưng chiếc nào thì alo giúp em nhé. Em xin cảm ơn. Xin thân ái chào tạm biệt các bác nhé.